chào tất cả các quý khách hàng thân mến. Mình đang đứng trên đoạn đường tỉnh lộ 841. Nơi đây là xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cách huyện Hồng Ngự chỉ khoảng 700m thôi nha quý vị. Thì đây mình có cái lô đất bề ngang của nó 4m, dài 20, khuôn thổ 100 luôn. Nằm trên đoạn tuyến dân cư cải tiến. Đây này mình review cho các cô chú anh chị xem. Đây cái nền nhà nằm ở chỗ này. Đoạn đường này thì nói thẳng với cửa khẩu quốc tế Thường Phước 1. Cái vị trí nền này thì chỉ cách trung tâm thị trấn Thừa Thứ Tiền tầm khoảng một cây mấy số à. Đoạn đường này thì khu dân cư đông đúc. Ở phía sau còn được cái chăn ta ly tầm khoảng 4m đó nha. Để mình đi lại cái nền quay cận cảnh ha. Quay cái nền cận cảnh. Đây, để em xin quay cận cảnh. Xuống này. Ê, sổ hết hồn. Đây, cái nền. Là muốn bằng mặt đường luôn nha quý anh chị. Đây, cái này phía sau có cái hậu, phía sau là cánh đồng, phía sau cánh đồng lúa mà. Ngang 4 dài 20, phun thổ pháp lý rõ ràng, sang tên ngay. Đó, cái giá bán em xin công bố luôn, cái giá bán là chỉ có 1.2 tỷ thôi. Giá bán chỉ có 1.2 tỷ thôi. Nằm ở trên đường tỉnh lộ 841. Vị trí cực đẹp nha. Ở cũng tiện lợi. Mà để dành đầu tư kinh doanh thì cũng tiện lợi. Thì anh chị có nhu cầu mua nền xin liên hệ qua số điện thoại 0397037099 gặp nhà nha. Phía trước của mình là cánh đồng nữa, mát tuyệt vời. Video đến đây mình xin tạm dừng, hẹn gặp anh chị video tiếp theo. Xin cảm ơn anh chị đã xem video, có mua đất ủng hộ em là môi giới. Chào tạm biệt các anh chị.